Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng mà bây giờ ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời ở đời sau. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ba bài đọc trong phần phụng vụ lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về ba hướng nhìn: nhìn về quá khứ, nhìn trong giây phút hiện tại và nhìn về tương lai. Ngó đầu quay lại phía sau, nhìn xuống dưới chân mình để sống cái thực tại, và nhìn về phía trước, hướng lên cao để chúng ta sống niềm hy vọng. Ở trong bài đọc một trích sách Huấn Ca, tác giả mời gọi con cái Israel hãy nhìn về quá khứ, nhìn lại đời sống và gương mẫu của cha ông, của các bậc tiền nhân. Họ là ai? Họ là những người đã từng đóng vai trò là người lãnh đạo, người điều hành cộng đoàn. Họ là những người rao giảng, nói lời ngôn sứ. Họ là những người đã sáng tác ra những vần thơ. Họ là những người đã để lại những cái gương mẫu sống động. Danh thơm của các ngài tồn tại và là động lực để khích lệ các thế hệ hiện tại và tương lai. Trong bài đọc 2, trích thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô lại cho chúng ta cái bức tranh về cái cảnh huống hiện tại của những người được gọi là tông đồ, những người là thừa tác viên của Thiên Chúa, những người môn đệ theo Chúa Kitô. Trong hoàn cảnh hiện tại, người thừa tác viên của Thiên Chúa phải đối diện với biết bao nhiêu những khó khăn, gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn, mất ngủ. Và đứng trước những khó khăn đó, thì Thánh Phaolô cho chúng ta cái phương thế để vượt qua. Chúng tôi cố gắng ăn ở cách trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình yêu không giả dối, bằng lời chân lý và bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng, Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ nêu lên một cái câu hỏi đấy vô cùng thực tế, thậm chí có người nói thực dụng. Và cũng có thể Ngài hỏi cái câu hỏi đó cho các anh em khác, bởi vì Ngài trong vai trò đại diện. Và xin lỗi
tất cả anh chị em câu hỏi đó, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng đã từng đặt ra cho chính mình khi chúng ta chọn lựa sống ơn gọi đời sống đa mình. Chúng con bỏ mọi sự, chúng con theo Thầy vậy, chúng con được cái gì? Được cái gì? Và Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi đó. Ngài cho các ông biết những cái mà các ông sẽ được, không chỉ ở đời này. Hai cái được mà sẽ hướng các ông với ánh nhìn về xa, và ánh nhìn lên cao, nó không thuộc thực tại của thế gian này. Đó là cái sự bách hại và sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây để cử hành kỷ niệm 250 năm ngày Thánh Vinh Sơn Liêm được lãnh phúc từ đạo. Và lòng trong cái cử hành đấy, chúng ta cũng cử hành một cách long trọng, mừng kính tất cả các anh chị em đa minh chúng ta là các thanh nam nữ đang được hưởng hạnh phúc ở trên quê trời. Nhìn vào gia đình đấy, một gia đình vô cùng đông đảo. Năm 1674, khi dòng trình văn thư lên Đức Giáo Hoàng để xin Đức Giáo Hoàng cho phép chúng con được cử hành một ngày lễ trọng thể mừng tất cả các thánh ở trên trong dòng. Dòng Đa Minh là dòng thứ hai sau dòng Biển Đức được mừng ngày lễ này. Và trong văn thư trả lời phúc đáp, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 đã nói như thế này: quả thật là chính đáng khi anh em xin được mừng một ngày trọng thể kính tất cả các thánh ở trong dòng. Bởi vì nếu như tách ra mỗi ngày mừng một vị thánh thì một năm sẽ kín hết lịch. Dòng của chúng ta đã đóng góp cho hội thánh 362 vị thánh và chân phước. Tuy nhiên đấy chỉ là những con số đã được tuyên phong. Những con số đã được tuyên phong. Trong gia đình đa minh của chúng ta, ở Tổng hội Valencia vào năm 1337, các ngụy huynh đã liệt kê một danh sách gồm 13.370 anh chị em đã lãnh phúc tử đạo, đã chịu tử đạo trong hơn 100 năm, từ năm 1234 đến năm 1335. 13.370 vị đã tử đạo có danh sách đàng hoàng, và phần lớn những vị đó cho đến nay vẫn chưa được tuyên phong thánh. Và một nguồn sử liệu khác của dòng cũng cho biết, chỉ riêng trong thế kỷ 16, hơn 26.000 anh chị em đa minh cũng đã đổ máu chịu phục tử đạo, và phần lớn trong số họ cũng chưa được tuyên phong thánh. Thưa anh chị em, tôi kể ra những cái con số đó không phải để chúng ta tự hào một cách thái quá đến độ tự mãn, nhưng như lời của sách Hiến pháp số 16 và số 67 khích lệ chúng ta. Chúng ta cử hành thánh lễ mừng kính trọng thể các thánh là những người anh chị ở trong dòng của chúng ta, để chúng ta noi gương bắt chước các ngài, và nhất là xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Và nhờ đó mà chúng ta được củng cố, được khích lệ và trở nên mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn trong ơn gọi và sứ vụ của chúng ta. Tháng 11 là một thời điểm rất đặc biệt. Ở trong Sài Gòn này, như hôm nay này, chúng ta không thấy được cái sự khác biệt nhiều. Ở những vùng mà thời tiết phân biệt bốn mùa rõ ràng, thì chúng ta thấy đây là cái thời điểm chuyển giao mùa. Cái bầu khí se lạnh, cái khung cảnh đất trời, cây cối chuyển màu từ xanh qua vàng, qua đỏ và rụng xuống. Cảnh lại cây trở nên trơ trọi. Nó làm cho lòng chúng ta sống chậm lại và trùng xuống. Ở trong lịch phục vụ của Hội Thánh, hai ngày đầu tiên của tháng 11 cũng được dành để kính trọng thể các thánh nam nữ trên trời.
Và ngày mùng 2 nhớ đến và cầu nguyện cho các anh chị em ra đi trước chúng ta. Một tuần sau đến hôm nay, chúng ta mừng kính trọng thể các thánh nam nữ ở trong dòng của chúng ta. Chắc chắn rằng cái việc cử hành này, cái việc quy tụ ngày hôm nay, họp mặt ngày hôm nay, nó không phải là một cái biến cố để chúng ta đến chia với nhau cái niềm vui rồi sau đó chúng ta về. Nhưng chắc chắn nó là một lời mời gọi, một sự đánh động để chúng ta khao khát cái sự thánh thiện trong ơn gọi của chúng ta. Cái cốt lõi trong ơn gọi của chúng ta nên thánh, nên thánh trong tinh thần, trong linh đạo mà Cha Thánh Đa Minh đã vạch ra, đã chỉ để lại cho chúng ta. Trong cái gia sản của dòng đã để lại cho chúng ta. Để rồi chúng ta trong cái giây phút hiện tại, cho dù đối diện với biết bao nhiêu cái khó khăn thử thách, như Thánh Phaolô đã nói ở trong bài đọc 2, chúng ta tin vào cái lời hứa của Chúa Giêsu với cái niềm hy vọng, với cái nhìn hướng lên. Để rồi chúng ta cùng nhau khích lệ nhau thi hành sứ vụ của mình. Sáng ngày hôm nay trong phần chia sẻ thuyết trình, Cha Giuse đã chia sẻ cho chúng ta về cái dự phóng của cộng đoàn. Cái dự phóng đấy nó không phải là một cái chương trình với những cái chi tiết được liệt kê, nhưng nó là câu chuyện. Bất cứ câu chuyện nào cũng có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Chúng ta được mời gọi để sống cái câu chuyện đó trong cái đời sống riêng của mình, trong ơn gọi riêng của mình, và nhất là trong cái chiều kích riêng là câu chuyện của cộng đoàn, của hội dòng, của tỉnh dòng, của từng đơn vị của chúng ta. Và nhờ đó chúng ta thực sự trở thành những người rao giảng, làm chứng cho lời, loan báo tin mừng của Chúa cho anh chị em chúng ta. Có như thế thì cái việc chúng ta quy tụ ngày hôm nay mới thực sự có ý nghĩa. Có như thế thì cái việc chúng ta quy tụ ngày hôm nay nó trở thành một cái dấu chấm, trở thành cái điểm nối trong toàn bộ cái câu chuyện mà các anh em chúng ta đã ra đi trước chúng ta, đã để lại. Chúng ta là những người được tiếp nối và viết tiếp cái câu chuyện đó. Và chắc chắn rằng một ngày nào đó các thế hệ các đàn em của chúng ta cũng sẽ tiếp tục viết tiếp cái câu chuyện đó. Câu chuyện không chỉ của cá nhân mà của cộng đoàn. Và đó là dự phóng cho đời tu của chúng ta, cho cái sứ vụ của chúng ta. Amen.